Rồi, hello, chào tất cả anh em. Thì hôm nay mình sẽ có một cái video rất là đặc biệt anh em. Đó là mình sẽ làm một cái video về con Winner X này nha. Đó. Thì Winner X này thì mình mới lấy để mà phục vụ cho cái việc mà quay phim với lại mình đi tour đồ chơi nhẹ nhàng hả các bạn. Tại vì sao mà mình mua con Winner X này? Thì thứ nhất là mà cái giá của nó rất là tốt nha các bạn. Hiện tại thì Winner X bây giờ mình lăn bánh luôn thành phố Hồ Chí Minh thì chỉ có 46 triệu thôi. Đó. Giá rất là tốt luôn. Đó, mình có thể mua để mình đi hàng ngày hoặc là đi tour ha. Đó. Thì cái điểm mà mình thích ở những cái con Winner X này á là thứ nhất là cái công nghệ full LED, cái đèn full LED của nó ha. Đã được làm công nghệ full LED giúp cho xe trở nên nó hiện đại hơn. Đó. Các bạn cũng thấy ha. Đó. Cái đèn đề mi cũng như là cái đèn cos pha của nó được sử dụng là LED hết ha. Đó. Đây là một cái màu đen nhám nha các bạn. Đó. Còn cái điểm thứ hai nữa mình thích đó là cái phanh ABS nè. Đó. Thì cái phanh này giúp cho chúng ta đi đường mà có thể là đi tốc độ cao á, mình thắng ha, thắng nó sẽ an toàn. Đó, thắng an toàn ha. Đó. Thì cái điều này rất là có ích cho chúng ta. Rồi, thứ hai nữa là cái phục các bạn. Cái phục của nó là cái phục khá là dày. Đó. Cái phục này dày giúp cho cái xe nó mình đi qua những cái chỗ giằng xóc á nó ok hơn. Ừ. Thì Honda đã thiết kế cái con Honda Winner X này rất là hợp dáng. Nhìn từ xa thì cũng giống như Accenter thôi. Đó. Nhìn cái dáng nó rất là giống Accenter nha. Đó. Nhưng mà cái phần đầu thì nó sẽ bự hơn. À, xe mình là xe mới nha các bạn. Chưa có chạy được nhiều ha, chỉ được có mấy chục cây thôi. Đó. Winner X. Rồi, cái điểm đặc biệt thứ hai nữa là cái đuôi đèn. Cái đuôi đèn của Winner X này được sử dụng con từ con phân khối lớn xuống này các bạn. Đó, cái đuôi nó rất là đẹp luôn. Ừ. Nó là hai tầng. Đó. Giúp cho xe trở nên nó hầm hố hơn. Đó. Rồi cái bô nha, cái quan trọng là cái bô nè, cái bô. Tuy nó ngắn nhưng mà nó rất là lực nha các bạn. Đó. Cái bô nghe rất là hay, mình sẽ mở tiếng bô cho các bạn nghe ha. Đó. Đây là đĩa sau thì không có trang bị phanh ABS nha. À, đĩa nó có heo heo bình thường thôi. Đó. Rồi cái trái tim của con Winner X này vẫn là cục máy DOHC nha các bạn. Làm mát bằng chất lỏng. Sử dụng công suất tối đa của nó là tầm khoảng là 15,4 mã lực đó các bạn. Nó mạnh hơn Exciter khoảng 0,2 ha. Đó. Thì thôi một cái điểm nữa đáng tiền nữa con Winner X này đó là cái đồng hồ LC các bạn. Đó, các bạn thấy không? Đồng hồ LC khá là đẹp. Này là đồng hồ này là sử dụng của con CBR150R đó. Đó. Nguyên một cái cụm của CBR150R luôn. Nhìn rất là hiện đại ha. Đó, mình mở lại cho các bạn coi ha. Đó. Khá là đẹp. Xe mình đi được 102 km thôi. Đó. Rồi, tiếp đến là cái sên nha các bạn. Cái sên nè. Cái sên của con Winner này mình đánh giá là không được cho tốt cho lắm nha. Nó kêu mình chạy nhiều nó kêu cọc 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 đó ha. Đó, kêu cọc 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 nó không có hay cho lắm. Đó. Thì ở đây mình đã thay được cái titan này nè, cái đồ ba ga titan. Rồi, giờ mình sẽ mở tiếng bô cho các bạn nghe thử nha. Bô và tiếng máy à, rất là êm luôn. Đó, tiếng bô rất là ấm luôn nha, giống như là những con khối lớn á. Mình nói giỡn vậy thôi chứ bô này như là những cái bô móc đó các bạn. Đó. Cái bô đi bô xăng lửa người ta hay móc á, thì nó nghe nó ấm hơn. Rồi. Cái máy à, cái máy rất là ok luôn nè. Đó. Nè, cái máy rất là ok nha. Rất là êm luôn. Ừ. Rồi, bây giờ thì nó không còn gì để mà mình ấy nữa. Thì mình sẽ chạy thử 300 cây rồi bắt đầu mình thay nhớt.
rồi mình sẽ quay lại tiếp cho các bạn coi ha, như thế nào. Rồi lúc đó mình sẽ đánh giá tiếp, rồi mình sẽ đi những cái tour như là đi khoảng bao nhiêu cây nữa mình sẽ đánh giá tiếp thêm ha. Rồi ok.